Hôm nay làm lỡ anh em ạ. Hết. Ui thế ơi. Là uống với cà chua thôi à? Đúng rồi, cà chua với lại một tí dễ của cái rau cần à? Thôi, ăn thế thôi. Ăn nhiều chết sớm đi. Ăn đồ. Ơi. Có quả dứa rồi hả? Béo luôn. Hello anh em, hôm nay chỗ anh em xóm trọ mình làm một tí gọi là cùng anh em ba ơi, quên một mấy cái chai này bà. Anh quên có mấy cái chai này bà. Anh em tụ họp tí anh em ạ. Như là thường đi học. Không nghe. Hả? Nghe. Cứ tụ họp tí nghe. Vâng, tất nhiên rồi. Anh em thấy Phúc đẹp trai. Để em tay top số 1 luôn. Ui. Đây là em Quất này. Đang tuyển thêm số lượng lớn nhỉ. Đấy, đang tuyển thêm số lượng lớn đấy. Được của nó đấy. Đây là em Phúc nhá, đấy em Phúc đẹp trai. Đây là thằng cháu mình nhìn, anh em nhìn chắc trai hết mặt. Nhí. Láo gì dạ, chưa thấy bây giờ nhìn trai hết mặt láo thật. Cái này quay cũng bị đàn béo rồi. Bây giờ lục lại video em thấy không nhá. Toàn đang bạn nhìn. Thế à? Ăn sớm luôn đi. Như cho hay anh cho. Ô tin, anh em có tin tôi dùng cái đuôi tôi xử lý thằng cậu tôi cho mọi người cút không? Mình không tin bạn. Một xiên. Thôi, bắt đầu vào công việc nhé. Anh em. Vào chiều ấy. Ố lên anh ơi. Tí đến kia mới vào. Quay xa thế. Bao giờ nấu ăn cũng là thằng cháu mình nó thể hiện hết mọi người ạ. Nói chung là mình vào với lại mấy em ở bên trọ chỉ là phụ thôi. Nó là gọi là nhân vật chính rồi. Cắm đi xong nha em, chào mọi người nha. Nói thẳng ra là thằng cơ mình đấy vẫn làm. Cho làm nấu ăn mình đấm một thằng. Mẹ nghe cầu phát cả răng mình thì tủi thân quá anh em ạ. Nói chung là thôi không sao. Thằng cháu ăn cho ngon nói quen rồi. Đấy. Đây. Đó, đang cắt ngô anh em ạ. Thế giới thiệu sơ qua em hôm nay ăn có những cái gì? Bình thường ăn lẩu là mọi người rất đầy đủ hải sản. Hôm nay bọn mình sinh viên chỉ có rau, ngô và nấm với lại thịt bò với lại chả thôi anh em nha. Đâu? Sứa luôn. Đây, nấm đây ạ. Sứa đấy ạ. Đây nấm này. Dứa với cà chua làm nước dùng cho ngô anh em nha. Cà chua này. Rau này. Anh em. Rau gì đây? Rau cần à? Cần, rau cải. Rau cần, rau cải. Rồi, hết rồi. Đó, còn cái gì nữa? Còn xúc xích. Em Phúc mà đi thái. Thái ở ngoài kia? Em thái bên phòng ngoài xào. Đó, thì để mình đi xài xem anh em. Cháu cứ làm đấy nhá. Đâu, con làm bạn tí. Đây. Đây là phòng bên thằng mấy thằng em. Đây là em Phúc mới đang thái đi xúc xích vậy. Vâng, vâng. Thấy thấy được cả chim nữa. Xôi chưa? Đúng rồi à? À xôi rồi đấy. Đếm, đưa đếm xem ạ. Cái này vào tắm rửa hay làm gì thì làm hết đi. Ôi, em chẳng có. Đây là em Mạnh. Đang xem, đang xem đồ Phúc, Phúc dùng đồ bếp Phúc đang ngồi lâu lướng. Thôi đi đấy, xôi phải đi đấy chứ. Xôi hạ nhỏ kia. Các bạn, đây là giò quê nhá, giò nhà làm luôn nhá. Tay nhà làm luôn đấy. Cái giò này là mình mang từ quê về đấy nhá. Tinh nhuệ ra đây. Tôi phải nhanh ra đi. Em cứ đẩy nhanh rồi này, nhưng cứ số lại nhanh. Ai muốn ăn rồi con liên hệ với mình nhá. Đặt số điện thoại ra. 0396630787. Nhưng mà có cái thu âm nói đâu. Đây là em Nhân này. Tên là Nhân nhưng mà nhìn trắng lắm, Nhân nhá rồi. Giống cái vỏ. Để tôi tắt máy nhá. Không thu âm nhưng mà mình nói này nó vẫn vào mà. Nói này. Ừ. Thu âm rồi. Không thu âm mà. Không thủy đáp mày ai đi. Không thủy đáp nhà anh biết là gì anh ta. Ồ hay kìa. Chứ sao. Dạ thế sao. Cái em mở cổ nó quay nó quay. Dạ đi em dạ. Ấy. Mưa anh. Mưa mình liên quan. Em có
Đây có tí thịt gà này nhỉ. Ố, nhầm, đây là thịt gà thịt vịt nhỉ. Thịt ngan khô ấy. Ê, anh lối xin anh bật mắt lên là được mà. Ôi, đây là thịt gà, thịt ngan hay thịt vịt? Thịt con ngan. Có lấy cái xiên cho mày đây. Đây, thịt con ngan này nhỉ. Đây. Ơi. Lấy cái xiên cho mày đây. Làm gì có xương nào, toàn thịt. Đây, xương. Nguyên một quả. Đấy, đi xương á. Thế mình sẽ lấy thì... Cổ lên trên là không có. Ăn đi. Có cho hết vào đây không? Có cho vào đây không? Ngâm đã, ngâm đã. Đây, vào đây được chưa? Ăn lẩu thì ngâm á. Tháo đi. Hãy thêm. Con phải ngâm luôn. Bảo đi. Anh bảo đi. Này, cái này không lấy được vợ rồi. Tích đổ cả lọ vào kìa. Uầy, thế này phải ngâm. Không như cậu đâu. Không sao. Lột bách bách kìa. Ủa đây cái gì đấy? Lém. Cái xúc xích kìa lém mà chết chó. Nhìn đấy giống gì? Như hot dog cái gì? Lém hay là ném? Còn giống là ném. Ném vỡ đầu cậu mình nuôi anh em. Thằng này lém. Đã, đại gia nhà giò xúc xích. Không được đâu. Ai muốn ăn bao nhiêu dây lại mà dù cái lỗ lém nhóc. Bé là... Bé hết kiểu bé cái gì? Bé luôn đấy anh, bé luôn. Vừa cho anh biết. Ok ok. Thế cây này ra ngoài cho tiểu nước mà không mặn. Anh đây 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 đây, cho thêm hàng đống ấy. Hơi mặn nhưng mà cho thêm một canh. Hơi mặn nhưng mà cho thêm một canh. Chính thôi nhẹ quá. Có đang nấu cơm. Mì chính mà. Mì chính cái lọ ở dưới đâu đây? Cái lọ đâu anh ạ? Đây á. Không phải gì nữa, mình quay anh em xem nhé. Có lọ chân trắng rồi. Có lọ một chân trắng mì chính mà. Ô vụ luôn. Lắm nhỉ. Cả lọ. Anh em vào ăn cơm anh ơi. Như máy hả? Cho thêm miếng lửa anh ạ. Ok. Đổ đầy vào, lẫn lên đổ đầy vào. Đổ đầy nữa chứ. Review. Cho tranh em ơi. Lẩu sinh viên đi anh. Kéo đây. À không nhé. Lẩu nấu sinh viên. Sinh viên là chai. Chai bật tôm mà chai thôi, chỉ có đồ chai thôi. Bật tôm à? Em bóp vào đây anh nhé. Bóp vào đi. Bóp hết anh à? Bóp vào đấy thì bóp vào đó. Đổ vừa vừa nữa. Nhà tự làm bạn ơi. Thịt nhà thịt lá anh mạnh phép ngan hòa bình. Ngan đồi đấy. Ngan đồi đâu, ngan ao. Ao à? Mì tôm anh à? Ngan bơi hay ngan bay em? Cơm vậy đâu? Ngan này ngan bơi. Lát lắm ấy. Sao được rồi? Sao được chưa? Sao được rồi? Đây. Phải chặt nha. Ngan bay, ngan bay. Vừa đẹp rồi. Vừa đủ cho anh. Vừa đẹp luôn. Có đủ chưa? Vừa đẹp luôn. Đủ anh. Đủ anh ạ. Đủ anh một túi này. Đủ đấy. Ê, là anh em gõ lời. Con con. Điều cái chân với chấm kia. Như này ba thằng bên yên bốn thằng. Cho ăn vừa thôi, cho gà vào, cho gà vào, cho gà vào. Anh em trưng bày ngạc. Ok, ăn gà được 6 miếng á. Sàng nhỉ. Mình cho gà. Mình chẳng nhìn này, cả thịt gà là cái gì. Cho vào đây cho xíu đi. Ngan hòa bình nhá. Gà hòa bình. Ngan bay hòa bình. Tuyệt vời. Tôi cho thế không trả đấy. Mà cái này là cái gì đây, để cho vào trước đi. Thịt bò, đấy thì đúng rồi. Rồi, quất vừa thôi, đầy rồi. Thế xong rồi cho em đổ đồ vào anh em ạ. Gọi đào đi, gọi đào đi mấy em một thằng. Chân lại đâu. Bia đâu, bia đâu. Chân lại đâu anh. Nước khoáng có cổ. Đào đéo trồ, cái này mà ăn lô thằng này. Anh phải gọi chân lại. Gọi đào có cổ. Ui đầy rồi. Đổ rồi, ăn bớt đi, ăn bớt đi cho một cho anh. Bớt đi, thì nó sôi ra cái nồi này. Mốt, lối này đi. Cạn rồi, cạn nhân răng rồi. Cạn làm sao được, cạn lại có. Lắm lắm. Lôn tiền kinh tế hạn hẹp, thế hạn hẹp quá sinh viên đấy thôi, nước lọc thôi. Bây giờ mới nước lọc có cồn nhỉ anh nhỉ. Chân dài tối mới đến nhá, ăn xong chân dài mới đến. Thôi bố ơi, ba ơi, từ giờ bắt đầu ăn. Anh làm gì với anh? Phải làm bát cơm trước anh. Anh là người lớn tuổi, anh ra thay diện. Anh ăn nhá. Chưa lên ăn lẩu nhau. Ba ơi, sao lớn các bạn? Thì em anh nhé, anh gửi. Ăn đi. Ông phải làm cơm trước. Ăn đi. Bị ba cái trường như kiểu đi uống rượu ấy nhỉ. Đã phải làm bát cơm rồi. Ăn đi, ăn từ ca đi anh nhá. Ăn no thôi. Chả ăn. Đấy. Mời anh em ăn nhá. Mời anh em đi. Chú xích gì tái mà là ăn. Anh em ăn nhé. Ừ. Ngon. 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 Bọn nhà Hà Lâm sao thua mình. Khốn. Đúng không? Ăn cũng còn bò ngon.
Nhức chấm này ai pha đây? Cháu. Có lẽ. Anh phải giới thiệu nguyên liệu của lớp giống gồm cái gì? Không ngon à? Thôi hẳn. Bác vào lại. Chú bảo anh không cần cháu vui cháu. Ôi nóng này. Cái đấy đang bị lưng đi. Quần áo chú vừa đi làm về. Anh em đây là cái hốc trường vừa ăn xong rồi đấy. Đâu, còn cái nồi không, cái nồi nó còn canh. Người ta thì đang dây dưa chưa biết là rửa bát. Đấy. Quyết đây. Để rửa bát đi Quyết. Để rửa bát đi. Ủa đấy, anh em thấy không nữa. Đấy, anh kia rửa bát đi. Hello. Đấy thì giờ là bán dây dưa không biết thảo để bát rồi. Cậu đấy. Ừ. Thế không làm gì rồi. Cậu rửa bát thế này, cậu lấy mà liền nhai như nhỉ? Cũng qua được nhỉ. Đây này. Đây. Cấm vứt đây. Phục luôn. Mày toàn thắng rồi. Đây. Cậu mình ấy bảo hôm nay không làm cái gì anh em ạ. Bà giờ bảo đi rửa bát nhưng mà bắt thằng cháu thì làm đủ thứ việc rồi. Thằng cháu đang bận học online đây, kiếm tiền đây. Đừng dán đâu. Má cậu. Đi đây cậu ơi. Thì thằng cháu đi. Thôi anh em nhé, nói chung là giờ theo phân thằng nào của bác á, giờ mình cũng kết thúc video đây. Rồi mình chưa cần tắm rửa gì đây. Ok rồi thì bye bye anh em, cảm ơn anh em đã xem video của mình nhá. Cút đi nha. Bye bye anh em, nhanh dậy bye bye. Bye. Bye anh em nhá. Nào, bye anh em vui. Bye anh em nha. Thôi kết thúc video nhá. Cảm ơn anh em đã xem video, bye bye. Đấy bây giờ ê, có đấy có người rửa bát rồi. Em mạnh sẽ rửa bát. Người có biết rằng là những người không làm một lời bát đấy. Thôi bye bye anh em, không làm được, bye bye.